Thế nào là niệm pháp thí? Hành giả suy nghĩ như vậy: pháp thí có lợi ích rất lớn, do pháp thí nên các đệ tử Phật đắc đạo. Lại nữa, Phật nói trong hai lối thí, pháp thí là bậc nhất. Vì sao? Vì quả báo tài thí có hạn lượng, quả báo pháp thí không hạn lượng. Tài thí được quả báo trong cõi dục, pháp thí được quả báo trong ba cõi, cũng được quả báo ra ngoài ba cõi. Nếu không cầu tiếng tăm tài lợi thế lực, mà chỉ vì học Phật đạo mở rộng tâm đại từ bi, độ chúng sanh khỏi khổ già bệnh chết, ấy gọi là pháp thí thanh tịnh. Nếu không được như vậy thì việc bố thí chỉ như cách đổi trác ở chợ. Lại nữa, tài thí đem thí nhiều thì tài vật bị giảm ít, còn pháp thí càng thí nhiều thì pháp càng tăng thêm. Tài thí là pháp cũ có sẵn trong vô lượng đời, còn pháp thí là khi có thánh pháp mới bắt đầu xuất hiện khó được, nên gọi là pháp mới. Tài thí chỉ cứu được các bệnh đói khát lạnh nóng, còn pháp thí trừ được 98 bệnh phiền não. Các nhân duyên như vậy, phân biệt tài thí pháp thí, hành giả hãy nên niệm pháp thí. Hỏi: thế nào là pháp thí? Đáp: Phật dạy 12 bộ kinh với tâm thanh tịnh vì phước đức nói cho người khác nghe, ấy gọi là pháp thí. Lại dùng sức thần thông làm cho người đắc đạo, cũng gọi là pháp thí. Như trong kinh Võng Minh Bồ Tát nói: có người do thấy ánh sáng của Phật mà đắc đạo hoặc sanh lên trời. Như vậy tuy miệng không nói khiến người nghe được Phật pháp mà cũng gọi là pháp thí. Pháp thí thì nên quán xét tâm tánh chúng sanh, phiền não nhiều hay ít, trí tuệ lợi hay độn, rồi tùy chỗ lợi ích mà nói pháp cho họ nghe. Ví như tùy bệnh cho uống thuốc, thời có ích, có người dâm dục nặng, có người sân nhuế nặng, có người ngu si nặng, có người đủ hai thứ lẫn lộn, có người đủ cả ba thứ lẫn lộn. Người dâm dục nặng thì nói cho bất tịnh quán, người sân nhuế nặng thì nói cho từ tâm, người ngu si nặng thì nói cho pháp nhân duyên sâu xa, người đủ hai thứ lẫn lộn thì nói cho hai pháp quán, người đủ ba thứ lẫn lộn thì nói cho ba pháp quán. Nếu người không rõ tướng trạng bệnh mà cho thuốc lầm thì bệnh càng tăng. Nếu người chấp trước tướng chúng sanh thì nói cho họ chỉ có năm uẩn, trong đó không có ngã. Nếu người nói không có tướng chúng sanh thì nói cho họ có năm uẩn tương tục, đừng để họ đọa vào đoạn diệt. Đối với người cầu giàu vui thì nói cho họ bố thí, người muốn sanh lên trời thì nói cho họ trì giới, kẻ nghèo thiếu nhiều ở trong loài người thì nói cho các việc ở trên trời, người buồn bực lo sợ ở nhà thì nói cho pháp xuất gia, người mê đắm tài vật ở nhà thì nói cho pháp tu tại gia năm giới. Nếu người không vui ở thế gian thì nói cho ba pháp ấn là vô thường, vô ngã, niết bàn. Đương theo kinh pháp tự mình diễn giảng nghĩa lý, ví như nói cho chúng sanh trang nghiêm pháp thí. Do các thứ lợi ích như vậy, thường niệm pháp thí, xả bỏ phiền não, dứt trừ hết ba kiếp cho đến 98 sử, ấy gọi là xả bỏ. Niệm tưởng xả bỏ pháp ấy giống như xả bỏ rắn độc, gông cùm mà được an ổn hoan hỷ. Lại nữa, niệm tưởng xả bỏ phiền não cũng nhiếp vào trong sự niệm pháp. Hỏi: nếu đã nhiếp vào sự niệm pháp, sao nay lại còn nói? Đáp: xả bỏ các phiền não, pháp ấy vi diệu khó được, vô thượng vô lượng, cho nên lại nói riêng. Lại nữa, niệm pháp với niệm xả bỏ khác nhau. Niệm pháp là niệm Phật pháp vi diệu, còn niệm xả là niệm các tội ác phiền não. Xả bỏ nó là khoái lạc, hành tướng sinh biệt ấy là pháp. Do các nhân duyên như vậy, hành giả nên niệm xả. Niệm xả là trong khi bắt đầu học thiền trí, sở sanh tăng thượng mạng, niệm thiên có trời tứ thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại. Hỏi: đệ tử Phật nên nhất tâm niệm Phật và Phật pháp, chứ sao lại niệm trời? Đáp: biết quả báo do nghiệp bố thí được thọ hưởng giờ vui trên trời, cho nên niệm trời. Lại nữa, có tám niệm Phật tự nói nhân duyên, người niệm trời thì nên niệm rằng có trời tứ thiên vương, vị trời này do năm phát thiện nên được sanh trong đó, tìm tội phước thọ trì giới, nghe thiện pháp, tu bố thí, học trí tuệ thì ta cũng có năm pháp ấy. Do vậy nên hoan hỷ nói: trời do năm pháp ấy được sanh chỗ giàu vui, ta cũng có năm pháp ấy, ta muốn sanh kia cũng có thể sanh được, nhưng cho phước ở cõi trời vô thượng cho nên ta không thọ lãnh, cho đến trời tha hóa tự tại cũng vậy.